Xin kính chào các anh chị nhà đầu tư, lại là em nhớ đây. Chào mừng anh chị đến với kênh AM Stock, một kênh chuyên về chia sẻ kiến thức về đầu tư chứng khoán ha. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video để tổng kết thị trường tuần vừa qua, cũng như là kịch bản thị trường cho tuần tiếp theo và một số cập nhật không thể bỏ sót từ AM Stock ha anh chị. Đồng thời em cũng sẽ giới thiệu cho anh chị một số mã cổ phiếu tiềm năng trong tuần tiếp theo ha. Thì không để anh chị chờ đợi lâu nữa, chúng ta cùng đi sơ về cái thông tin thị trường trong tuần vừa qua ha anh chị. Thì đầu tiên về tuần vừa qua nó cũng có khá là nhiều cái tin tức ha. Đầu tiên đó là về cái chỉ số CPI của Việt Nam. Thì hiện tại CPI Việt Nam nó đã là 4.4%, so với trước đó nó là 3.97%. Thì chỉ số giá tiêu dùng này nó thể hiện cái mức độ lạm phát ha anh chị, có nghĩa là hiện tại giá tiêu dùng nó đang tăng hơn so với cái kỳ trước đó ha. Ngoài ra chúng ta cũng đã có một số cái chỉ số PMI của Mỹ nè, hay là dự trữ dầu thô và bản tuyên bố quyết định lãi suất của Mỹ trong tuần vừa qua. Thì Mỹ giữ nguyên mức lãi suất là 5.5% ha, và trong cáo buộc cái thông báo cuối cùng của Fed thì họ đưa ra là họ không có ý định tăng lãi suất, nhưng mà họ chưa có thời gian để giảm lãi suất rõ ràng trong các kỳ tiếp theo, review tiếp theo. Nên trước mắt là chúng ta nhà đầu tư cũng đã khá yên tâm về vấn đề là Fed chắc chắn sẽ không nâng lãi suất tiếp ha. Đó là một cái sự lo lắng khá nhiều của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thì đó là cũng là một sự yên tâm. Và trong ngày hôm qua thì cũng đã ra một số chỉ số PMI của Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp và chỉ số sản xuất cận lương phi nông nghiệp ha. Thì những cái chỉ số này nó là tương đối là tốt, và nó hỗ trợ rất nhiều cho thị trường tài chính. Sau khi cái những cái thông tin này ra thì Dow Jones Mỹ hôm qua đã tăng hơn 1.18% ha, tăng 450 điểm. Rồi chỉ số DXY thì đã giảm ha, điều chỉnh giảm xuống 105.08 điểm ha. Hay là giá chỉ số Bitcoin nè, Bitcoin hay là ETH cũng là tăng khá là mạnh ha, tăng 6.19%, tăng từ vùng giá 56-57k lên 63k ha. Đó thì là từng rồi là nó có một cái số thông tin như vậy. Tuần tiếp theo này chúng ta cũng sẽ có một cái số lịch kinh tế ha, trong tuần tới nó cũng có một số lịch như là dự trữ dầu thô của Mỹ này, hay là đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ ha. Thì những cái thông tin này thì nó cũng cái tầm quan trọng nó cũng là 3 sao, nghĩa là mức độ mong đợi cao ha, biến động trung bình này. 1 sao là trung bình thấp, 2 sao là trung bình, và 3 sao là mức độ cao đó. Thì tuần tiếp theo thì nó cũng không có nhiều thông tin quan trọng ha anh chị, nó cũng không có nhiều thông tin quan trọng. Nó chỉ có một cái thông cáo báo chí về vấn đề là họp quốc hội bất thường để bố trí lại bộ máy nhân sự ở ở quốc hội của chúng ta ha. Thì có lẽ thì chắc anh chị cũng đã nắm khá nhiều về cái thông tin này rồi, thì em cũng sẽ không nói nhiều về cái thông tin này nữa. Thì tổng kết một tuần vừa qua, chúng ta một thực ra một tuần nhưng mà thực ra là chúng ta chỉ có 2 phiên giao dịch thôi anh chị, 2 phiên giao dịch thôi. Thì đâu đó anh chị coi cái chart VN Index ha, VN Index chart tuần thì tuần tuần vừa qua là nó tăng tăng là 0.95%, tương đương 11,51 điểm ha. Đóng cửa là 1221.03 điểm đó. Thanh khoản thì là khá thấp tại vì chúng ta giao dịch có 2 phiên đó. Và hiện tại bây giờ với cái các tín hiệu của Roman thì hiện tại bây giờ nó vẫn đang là trong một cái xu hướng hồi của một pha điều chỉnh ha. Nó vẫn chưa phải là một pha tạo đáy để đi lên đó. Về về chặt ngày thì nó đã sẽ đang có trong có một pha hồi ha, và cái vấn đề này thì em cũng đã nói có nó rất nhiều trong cái video trước đây của em rồi ha. Nó có những cái pha hồi, và hiện tại bây giờ nó pha hồi này nó đã gần cái vùng kháng cự là 1230 của MA 20 ngày nè anh chị, gần MA 20 ngày. Thì với những cái vol giao dịch nó khá là thấp như như vậy ha, vol giao dịch nó khá là thấp như vậy thì qua tuần có thể là khi mà chạm cái vùng kháng cự này thì thị trường sẽ đâu đó có một vài phiên điều chỉnh ha, điều chỉnh thì qua tuần sau điều chỉnh sẽ là cơ hội để chúng ta tham gia thị trường ha. Tuần rồi thì em không có khuyến nghị, hay tuần trước nữa em cũng không có khuyến nghị chúng ta phải tham gia thị trường, nhưng mà sang tuần nếu thị trường điều chỉnh thì đó là cơ hội tuyệt vời để chúng ta giải ngân. Tất nhiên là với cái vận động của thị trường thế giới trong phiên cuối tuần rồi á, thì khả năng là thứ hai thị trường nó sẽ có một cái sự hưng phấn nhẹ đầu phiên đó. Thì anh chị không nên FOMO mua đuổi cái phiên thứ hai nha anh chị. Chúng ta cũng phải quan sát dòng tiền, quan sát thị trường đã ha. Tại vì thực ra là cái chỉ số mà
Hồi nãy em có mở đầu trong cái video của anh chị là về cái chỉ số CPI của chúng ta đó, của Việt Nam đó, nó vẫn đang cao, tức là nó thể hiện cái sự lạm phát ha, nó sự lạm phát đang quay trở lại ha. Thì chúng ta cũng phải quan tâm đặc biệt đến cái này, đặc biệt là thêm phần cái lãi suất trái phiếu chính phủ này nha anh chị, nó cũng là một phần mà nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều tới cái thị trường chứng khoán của chúng ta đó. Nhưng mà về cơ bản là cái phần thượng tầng cũng đang tương đối là ổn định ha. Vĩ mô nó cũng bắt đầu nó dần dần hé lộ cái sự ổn định, và bắt buộc là thị trường chúng ta phải chấp nhận với cái câu chuyện là chúng ta sẽ phải sống chung với những cái tin tức và những cái vĩ mô mà nó sẽ phải chấp nhận là nó sẽ dao động đâu đó ba chẳng hạn như 4.4% là thì dao động là 5% cho cái phần vấn đề mà chẳng hạn như là trước đó nó là 3.7%, hiện tại giờ là 4.4%, vào kỳ sau nó có thể nó sẽ là vùng đâu đó là 4.4% đổ lại ha. Còn nó tăng hơn nữa thì chúng ta phải đặc biệt lưu tâm tới cái chỉ số giá tiêu dùng CPI này ha. Đó, quay trở lại VN Index, thì như là trong video trước đây em có nhận định là thị trường nó sẽ có một phiên tăng nữa, lên đâu đó cái vùng nè 1.300 230 điểm ở vào ngày 3 tháng 5, sau đó nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh về vùng đâu đó là 1.150 điểm, 1.160 điểm, và vùng này là đâu đó vào ngày 10 tháng 5. Thì có thể là cái này mình sẽ phải điều chỉnh lại cho nó phù hợp với cái thực tế ha anh chị, có thể là nó sẽ không về được 1.160 mà đâu đó nó về 1.180 hoặc là 1.200 gì đó rồi bắt đầu nó bật lại cũng là bình thường, nó sẽ tạo mẫu hình hai đáy nó đi lên. Thì quan trọng nhất là gì, mình phải theo sát thị trường để mình xem khi nào là nó tạo đáy nó đi lên đó. Nó tạo đáy khi lên thì để mà tạo đáy đi lên thì nó sẽ không đi lên được cái hình chữ V nha anh chị, nó có thể là nó đi lên và sau đó nó đi ngang vậy nè, nó tạo một cái vùng tích lũy, vùng cân bằng tích lũy đi ngang, sau đó mới chính thức nó tạo đáy xác nhận đáy và nó đi lên đó. Nên anh chị đừng có lo là mình không có cơ hội để mình mua cổ phiếu ha. Cổ phiếu lúc nào nó cũng có nằm ở trên thị trường hết, và cũng có khá nhiều mã, có khá nhiều cổ phiếu cho cái vùng mua đẹp. Nên mình quan trọng nhất là mình phải biết nắm bắt cơ hội, mình biết nhận diện thị trường khi nào là nó sẽ cho tín hiệu mà tạo đáy đi lên, khi nào chúng ta nên giải ngân ha. Và để biết được chính xác á, thì anh chị cứ vào trong cái anh chị coi hết video này của em, hoặc là anh chị vào trong cái room cộng đồng miễn phí của em có gắn ở trong cái comment của cái video này nè, anh chị vào trong đó thì khi nào gần giải ngân được em cũng sẽ báo vào trong room đó ha anh chị. Tất nhiên là em sẽ không báo trực tiếp giống như là room VIP đâu, room VIP thì em sẽ hướng dẫn là mua mã nào vùng giá bao nhiêu luôn ha, còn room cộng đồng thì em chỉ biết là ngày hôm đó có khả năng nó tạo đáy, anh chị có thể giải ngân các mã như sau rồi xong ha. Đó thì về cơ bản là tuần sau là cái tuần mà mình có thể cân nhắc để mình giải ngân ha anh chị. Còn giải ngân ngày nào thì có thể là thứ ba chiều thứ hai hoặc là sáng thứ ba gì đó, hay là có thể là thứ tư thứ năm thứ sáu gì đó, tùy theo cái diễn biến của thị trường, tùy theo là cái vận động của thị trường thì em sẽ báo mọi người ha. Về cơ bản là chẳng hạn như là ở đây em có thấy cái vùng mua bán nè, anh chị có để ý ha, cái đường signal màu xanh này nè, khi mà nó cắt lên đầu tiên là cái vùng màu đỏ này là cái vùng vẫn chưa giải ngân nè anh chị, khi nào nó chuyển sang cái vùng màu xanh này thì đó là cái vùng mà để chúng ta giải ngân tuyệt vời và nắm giữ ha. Và đặc biệt là khi mà cái đường signal màu xanh này nó cắt lên cái đường signal màu vàng màu cam ha, thì lúc đó là mua và nắm giữ khá là an toàn ha anh chị. Đó, đây là những cái chỉ báo mà em đang ứng dụng cho room của em ha, đang ứng dụng cho room của em. Thì ở đây em cũng có khá nhiều là chỉ báo, tuy nhiên á là cái bộ ba chỉ báo này vẫn là kim chỉ nam của em anh chị. Cái chặt tầng là một cái phần mà nó khá là chính xác cho cái vấn đề tạo đỉnh tạo đáy nha anh chị. Cái vật chặt tầng này khi mà nó đồng pha nó tạo đỉnh hoặc nó tạo đáy là dựa vào cái chặt tầng này ha. Còn cái chặt ngày á là hiện tại giờ nó đang cho một cái xu hướng là đang có sự hồi lên ha, đang có sự hồi lên đó. Thì về cơ bản là sao, về cơ bản là tuần sau chúng ta sẽ nhìn nhận rõ về thị trường hơn, tại vì tuần này chỉ giao dịch được có 2 ngày thôi thì cũng không thể nào nói hết được, đánh giá hết được về cái chặt tầng ha. Tuy nhiên là về nhìn về cổ phiếu thì anh chị cũng sẽ thấy là cũng có khá nhiều mã nó khá là tích cực ha, chẳng hạn như là trong trong cái cuối tuần rồi nè, dòng chứng khoán thì đâu đó nó cũng đã nó vẫn đang tích lũy đi ngang ha, đi tích lũy đi ngang tạo đáy cũng khá là ok ha, nó không có giảm sâu nữa.
trong phim có lúc nó cũng cũng xanh lên. Mình cứ nhìn sơ qua về cái này để mình thấy trước ha, sau chút xíu này em sẽ cho anh chị coi về cái đồ thị để anh chị thấy rõ hơn ha. Đó, dòng banh thì cũng có một số mã khá là tích cực chẳng hạn như HD Bank hay là Techcombank anh chị, hay là ACB đó, Kiên Long Bank đó, hay là VAB đó. Dòng thép thì có VGS nè, Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim đó, nhìn nói chung là cũng đã có hai phiên hồi phục liên tục rồi đó anh chị, chẳng hạn như Nam Kim anh chị nhìn đó, có hai phiên hồi phục liên tục ha. Tất nhiên là mình cũng chưa đánh giá hết là nó đã tạo đáy chưa đâu ha. Bất động sản thì chúng ta có như là Khang Điền nè, hai Nam Long nè, Nam Long có hai phiên hồi phục khá là tốt ha, cũng đánh cũng khá là ảo á. Trong phiên thì nó đang 39 mấy ATC kéo lên 3.9% lên 40.8 luôn nè anh chị ha, có hai phiên hồi phục khá là tốt đối với con Nam Long nè. Mình coi cái lịch sử lệnh anh chị sẽ thấy ha, đó đang 39.5 ATC kéo lên 40.8 luôn nè. Đó hay là VRE nè, VRE cũng hồi phục khá là tốt đó, chẳng hạn gì dòng bất động sản. Rồi tiếp theo chúng ta có dầu khí. Dầu khí thì nó cũng xanh ha, xanh nhưng mà em không có đánh giá cao lắm. Cao su có DRI nè, VDR, phân bón. Phân bón thì phiên ngày hôm qua thì là khá tốt nhưng phiên nay lại đỏ lại, chỉ có BFC là vẫn xanh thôi ha. BFC thì xanh được hai phiên nè anh chị, phiên này rút chân nhẹ, phiên này tăng được 4%, khá là ok đó ha. Rồi thủy sản đỏ ha, cảng biển Zemendez xanh, HHH đỏ đó, nhựa bao bì có BMB tăng 4.1% ha, đầu tư công đó. Thương mại thì cũng khá là tốt nè, thương mại BNG, Masan, VRE nè, VNS đó. Thì nhìn chung á là anh chị thị trường nó vẫn chưa có gì là nổi bật nha anh chị. Nhìn cái chỉ số có thể nó tăng nhưng mà là các mã hầu như là nó vẫn đi ngang, tích lũy, tạo nền tích lũy chứ chưa có gì đặc biệt ha. Đặc biệt đối với hàng không nè, hàng không thì em có nhắc tới anh chị là hai cái mã mà HVN và ACV. Thì ACV là nó có mấy phiên liên tục nó tăng điểm khá là tốt nên anh chị nhìn thấy là ba phiên liên tục tăng điểm khá là tốt ha. Cổ phiếu này thì em nhắc cho em được cái vùng giá này lần nè, 69-70 nữa nè, cái vùng này. Hay là HVN, HVN thì trong video trước cái video này em cũng đã có nói cho anh chị nào đầu tư giá trị thì có thể canh mua HVN khi mà điều chỉnh ha. Và hôm nay nó cho một cái phiên tăng trần luôn anh chị, khá là khỏe ha, khá là khỏe. Xác chết sống dậy đó anh chị đó. Nhìn chung á anh chị thấy chỉ số nó tăng hai phiên như vậy nhưng mà thực tế là các mã các nhóm ngành nó vẫn đâu đó nó cũng tăng rất ít đó anh chị, chỉ có một hai ba cổ phiếu là nó nổi bật thôi đó, một hai ba cổ phiếu nổi bật thôi. Thì từng rồi nó không có gì gọi là đặc sắc, và một số anh chị FOMO mua trong đầu phiên á thì đa số là đều không có lợi nhuận ha, đều không có lợi nhuận. Chúng ta cũng sẽ đi sơ qua cái chart của một số cái nhóm ngành để chúng ta coi là chúng ta nên qua tuần chúng ta nên làm gì ha. Thì như em đã nói ngay từ đầu video đó là qua tuần là chúng ta đã có thể canh để mà giải ngân anh chị, qua tuần là chúng ta có thể canh là để giải ngân từ từ ha, khi mà có chỉnh chỉnh là để chúng ta mua không phải là để bán nữa. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi qua về cái chart của nhóm banh. Nhóm banh thì có một số mã nó khá là ok đó anh chị, như chẳng hạn như là Techcombank nè, Techcombank nó đang quay về cái đỉnh cũ của nó nè anh chị ha. Những cổ phiếu này là những cổ phiếu khỏe thì nhưng mà nó mở tạo cái gap này cũng khá là rủi ro anh chị. Khi mà chẳng hạn như là anh chị để ý là cái nhịp trước nè, khi mà Techcombank nó mở nó tạo cái gap này đó, thì sau đó là sao anh chị, nó điều chỉnh luôn, thị trường điều chỉnh luôn đó. Cổ phiếu Techcombank điều chỉnh và thị trường điều chỉnh luôn, lần này nó lại tiếp tục nó mở một cái gap nữa anh chị, nó mở một cái gap rút nữa, thì đây cũng là một cái đặt dấu hỏi lớn cho cái thị trường ha. Đó, thì tất nhiên là nó điều chỉnh nó là cái mình rất là thích, tại vì nó là đúng cái ý đồ của mình, đúng ý đồ của mình anh chị đó. Thì quan trọng là nếu mà giả sử Techcombank thì nó có điều chỉnh về đâu đó cái vùng 45 chấm ít thì đó là cơ hội để anh chị tham gia đối với mã này ha. Ngoài ra trong dòng banh nó có một cái mã nó khá là hay này, con HD banh này, nó tăng thì nó tăng rất từ 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 anh chị, nó tăng rất là từ từ nhưng mà nó hồi phục thì nó cũng khá là khỏe anh chị thấy không, hầu như mua cổ phiếu này không có lỗ anh chị, nó giảm từ 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 từ, tức là cổ phiếu này nó rất là lành tính. Anh chị nào mà yêu thích cái sự lành tính, yêu thích cái sự tăng nhẹ nhàng từ từ thì cũng có thể cân nhắc đối với HD banh. Trong tuần qua thì HD banh nó cũng tăng hai phiên rất là tốt, chưa kể cái phiên cuối tuần nó tăng thêm cái phiên mà trước phiên nghỉ lễ nó tăng 4.88% ha. Cổ phiếu này ít đu bám anh chị, HD Bank là một trong những cổ phiếu ngành nhóm banh mà
nhà đầu tư đu bám ha. Nên cổ phiếu này đánh rất là nhẹ nhàng mượt mà, kiểu như là không có sự mà bị cản tàu anh chị ha, không có sự cản tàu. Thì anh chị nào yêu thích cái nhóm banh mà thích cái sự nhẹ nhàng á thì mình có thể cân nhắc đối với HD Bank ha, một cổ phiếu em đánh giá cũng khá là tốt. Ngoài ra có Liên Việt Postbank nè, cổ phiếu này nó đang khỏe nhất nhì trong dòng banh anh chị ha, sức mạnh của nó đang khá là tốt anh chị thấy không. Thị trường chung điều chỉnh, nó không điều chỉnh mà đang nó hồi thì nó lên cái đỉnh, nó lại vượt cái đỉnh luôn à, nó lại vượt luôn cái đỉnh cũ của nó bên này rồi, kháng cự nữa đó. Và cổ phiếu này nó đánh cũng khá là ngọn nghỉnh, có nghĩa là nó trong cả phiên nó đỏ lét rồi cái cuối phiên nó kéo lên tham chiếu tăng nhẹ gì đó, thì không biết là đang có câu chuyện gì lái đang giữ để gì đó, nhưng mà chị phải để ý đặc biệt lưu tâm đối với con Liên Việt của banh này ha. Anh chị nhìn von bán mà nó có chút xíu này thì đâu có ảnh hưởng gì đâu, có thể là qua tuần mình canh cân nhắc mình tham gia đối với Liên Việt Bắc Banh được nha, nếu mà nó có chỉnh về đâu đó vùng giá 19 này, vùng giá 19 này thì có thể cân nhắc tham gia được ha, có thể cân nhắc tham gia được. Ngoài ra chúng ta có ACB cũng khá là đẹp đó anh chị, ACB khá là đẹp đó anh chị, ACB đang khá là đẹp ha, nó đang tích lũy, nó tạo nền ở một cái vùng đỉnh của nó nè, tạo nền vùng đỉnh nè, cạn cung rồi ha, nó đi trong một cái hộp chạm bên đỉnh trên của cái hộp thì nó rớt xuống, giờ chạm bên dưới thì chắc chắn nó sẽ bật lên lên rồi cái đỉnh cũ nó là 28.5 đó, thì mình cũng có thể cân nhắc tham gia, nó vượt cái hộp này thì là nó sẽ tạo một cái nền vùng giá mới ha anh chị. Đó, cổ phiếu này cũng khá là khỏe trong cái nhóm banh anh chị ACB, nếu mà anh chị yêu thích dòng banh có thể cân nhắc ha đó. MB Bank thì nó đang yếu hơn xíu ha, CTG công thương nè, công thương thì nó vẫn yếu hơn xíu nhưng mà nhìn cái vận động của nó cũng cũng khá là ok, nhịp trước nó chạy cũng khá là mượt đó anh chị, nhịp trước là CTG nó chạy từ cái được bao nhiêu phần trăm, 37% ha, 37%, nếu mà so với Techcombank thì nó không không bằng nhưng mà cơ bản nhìn nó cũng ok đó, nhìn ok đó. Thì đó là một số cái cổ phiếu nha, nhóm banh mà anh chị có thể lưu tâm ha. STB thì nó hơi yếu anh chị, STB nó hơi yếu đó. Đối với nhóm banh và tiếp theo là nhóm chứng khoán, nhóm chứng khoán thì những cái cổ phiếu mà em nhắc tới nhắc lưu nhiều nhất trong tất cả các video của em, đầu tiên đó mình phải kể đến là con FTS anh chị thấy không, những cái phiên gần đây nó đang tạo nền, một cái nền xây, một cái nền nó khá là chặt chẽ nè, nó khá là chặt chẽ và vol nó bắt đầu cạn dần rồi, thì sang tuần chỉ cần một cái phần phiên kéo nhẹ thôi là nó sẽ tiến liền đó, nên là sang tuần anh chị canh cho em những mã như là FTS nè ha, FTS khá là ok anh chị, khá là ok đó. Kết quả kinh doanh cũng đã có rồi nha anh chị. Em cũng nói lại sơ lại với anh chị về cái thị trường, thông tin thị trường thì đó là cái phần kết quả báo cáo kinh doanh đã ra rồi, và em cũng đã có số liệu trong đây rồi ha, đã có số liệu đây hơn 500 539 doanh nghiệp đã báo cáo kết quả kinh doanh rồi, và em cũng đã lọc lại cái phần kết quả nào những đơn vị mà có kết quả kinh doanh tốt nhất ở đây. Mình có thể nhìn thấy sơ qua chẳng hạn như BHF nè, đó là nó so phần trăm so với cùng kỳ là được 3.647% tăng trưởng á, quý quý 4 này họ được lời 119 tỷ ha đó, rồi B trên đây hiện tại là 29.2, hay là V CI nè, CI cũng tăng trưởng khá là tốt ha, CI được rồi là nó nhờ lợi nhuận là từ đến cái mấy cái trạm thu phí anh chị ha, đây nè, tăng trưởng 3.540% so với kỳ cùng kỳ và tăng trưởng 111% so với kỳ trước đó, cũng khá là ok ha, hay là VCG nè đó, những cái mã này là CTS nè, SHS nè, hay là Hòa Phát cũng tăng trưởng 622% so với cùng kỳ cũng khá là ok nha anh chị, MSC nè, SSC cũng tăng trưởng 453% so với cùng kỳ, hay là BC1 đó, TVS, VND đó, VND thì so với cùng kỳ cũng tăng 304% nhưng mà so với kỳ trước thì đang giảm hết 24.8% ha, tại vì nó còn dính phốt mới được rồi á. CTD hay Zmendes cũng tăng trưởng khá là tốt nè anh chị đó, thì đây là những cái mã mà tăng trưởng khá là tốt mà em đã lọc qua sơ qua rồi, so với để cho anh chị có thể là nhìn sơ qua, chẳng hạn như con thêm con FTS này anh chị nhìn nè, báo cáo tài quý 1 này là nó được 166 tỷ ha, và nó tăng trưởng so với kỳ trước là 296% và so với cùng kỳ là nó tăng 110% ha, hay là con BSI nè đó, rồi cái Techcombank nè đó, thì đây là những cái mã mà nó đang có một cái sự tăng trưởng khá là ấn tượng ha anh chị, khá là ấn tượng đó, thì nếu mà so với kỳ trước á, so với kỳ trước thường mình so sánh là mình sẽ so sánh so với cùng kỳ ha anh chị, cùng kỳ năm ngoái để mình biết là doanh nghiệp này có tăng trưởng hay không tăng trưởng ha,
Rồi mình muốn biết là nó so với kỳ trước là nó có tăng trưởng mạnh hay không, thì chúng ta nhìn về so với kỳ trước nè, là con VGC này, so với kỳ trước nó tăng là 1.028%, hay là CNDX tăng 387%, FTS tăng 296% nè, VCG 217%, hay là CTS tăng 204%. Đó, để chúng ta cùng so sánh ha, để chúng ta cùng biết là mã nào thì nó có cho mức lợi nhuận tốt, doanh nghiệp cơ bản tốt đó. Và chúng ta nhìn vào sắp tới thị trường khả năng nó sẽ phân hóa theo cái biên lợi nhuận ròng của quý 1, đồng thời là họ đang kỳ vọng cho cái quý 2, xem là cái quý 2 là cái doanh nghiệp, cái ngành nghề nào nó sẽ tốt và họ sẽ đầu tư vào cái đó. Thì em sẽ làm một cái video riêng, một cái series riêng để nói về những nhóm ngành nên đầu tư trong quý 2 ha. Có thể là sau cái video này em sẽ làm một cái video tiếp theo đó, anh chị cùng đón xem ha. Đó, quay trở lại thị trường. Quay trở lại thị trường thì chúng ta thấy là nhóm chứng khoán nè, đa số đều tạo một cái nền đi ngang khá là tốt ha. Biên độ rất là hẹp ha, biên độ hẹp, vol cạn kiệt, thì đây là một cái nền tốt để cho một cái nhịp chạy tiếp theo của nhóm ngành chứng khoán này. Anh chị được lưu tâm cho em những mã như là FTS, CTS, BSI hay là MVS nha. Đây là những cái mã mà em rất là yêu thích trong nhóm chứng khoán ha. Họ đặt rất là mượt và chạy rất là khỏe ha. Không có bị kiểu như là tăng phiên giảm phiên, tăng phiên giảm phiên đâu, họ giống khó chịu ha. Tập trung cho em những mã này thôi, FTS, CTS và MBS, BSI ha. Đó, đa số anh chị nhìn cái mẫu hình nè, đa số chẳng hạn như là VCI vậy nè, SUI vậy, đều nó đã tạo cái nền khá là chặt chẽ rồi ha. Thì đây là một cái cơ hội tuyệt vời, và nó vô nó cạn kiệt để cho chúng ta tham gia ha anh chị. Nhóm chứng khoán đặc biệt lưu tâm cho em tuần sau ha, thị trường hồi ưu tiên nhóm chứng khoán bắt cho em nè. Tiếp theo là nhóm thép. Nhóm thép chúng ta có Nam Kim nè. Nam Kim sau một cái phiên hồi phục tốt ngày 2 tháng 5 thì tới ngày 3 tháng 5 tăng nhẹ lại, cũng là khá là ok, nó đang có dấu hiệu là tạo đáy nè, vol cạn kiệt đi lên ha. Thì đây nó có thể sẽ nó về hồi về đâu đó vùng 24 hay là 24 chấm ít ở đây nè, những cái kháng cự ở trên này anh chị ha, kháng cự trên này chung với kháng cự của thị trường chung đó. Thì nhóm thép thì nó tạo đáy trước thì có thể nó sẽ hồi phục trước ha. Tuy nhiên là nhóm này em không đánh giá cao lắm, tại vì nó đánh khá khó chịu, ăn không được bao nhiêu mà chỉnh cái chỉnh chỉnh mệt lắm ha. Đó, Hòa Phát nó cũng dấu hiệu tạo đáy đi lên nè. Nếu mà so với cái chart á, nếu mà so với cái chart thì thấy cái chart Hòa Phát nó đang tương đối là đẹp anh chị, nó về cái nền cũ bắt đầu nó hồi phục. Tuy nhiên là để mà đánh ngược nhất á, tại vì cổ phiếu Hòa Phát nó hơi nặng ngon với cái nhiều nhiều cổ phiếu cho nổi trên thị trường quá, nên đâm ra là nó đánh sẽ không có mượt bằng Nam Kim hay là Hoa Sen ha. Đó, thì nếu mà ưu tiên đánh thì em vẫn thích đánh Nam Kim hơn nhất trong cái nhóm ngành thép, và tiếp theo là VGS đó. VGS chặt cực kỳ đẹp ha, phiên cuối tuần rồi nó tăng 4% ha, 4.03%. Thì đối với nhóm ngành thép thì mình sẽ ưu tiên VGS và Nam Kim ha, và đặc biệt lưu tâm cho em con VGS trong tuần sau ha. Cổ phiếu này là một trong những cổ phiếu mà em rất là yêu thích, ngoài ngoài thép ra thì nó còn có bất động sản nữa anh chị ha, cùng bất động sản nữa đó. Lưu tâm cho em đặc biệt đối với mã VGS này, khả năng qua tuần là nó sẽ có một nhịp bứt tốc, khi mà nó chỉnh xong nó sẽ có một nhịp bứt tốc ha anh chị. Tiếp theo là chúng ta có ngành phân bón hóa chất, thì chúng ta có DGC nè, đó ha, đang quay về đỉnh cũ khá là đẹp anh chị ha. Có thể là nó sẽ test lại đâu đó cái vùng 110, 115 nè, là cái vùng để mà chúng ta giải ngân lại ha. Đối với DGC khá là đẹp đó, em vẫn còn nắm một ít DGC ha. Khi mà nó hồi phục lại thì khi mà nó chỉnh tiếp thì em sẽ mua lại cái cover, là cái phần đã chốt trên này ra để mua lại một phần ở dưới này ha. CSV cũng khá là đẹp nè, CSV trong nhóm cơ bản chứng khoán hóa chất này cũng khá là đẹp nè anh chị. Còn cổ phiếu này đánh cũng khá là mượt á, mình tập trung những cái mảng đánh mượt nhẹ mông để mình đánh ha. Đó, ngoài ra chúng ta có Đạm Cà Mau nè, Đạm Phú Mỹ nè, sau một phiên tăng thì nó điều chỉnh nhẹ, thì về cơ bản là những mảng này là những mảng cơ bản tốt, doanh nghiệp cơ bản tốt ha, thì nó sẽ có cái đà mà hồi phục tốt thôi, không vấn đề gì đâu anh chị. Anh chị có thể canh qua từng canh đối với những cái mã này ha. BFC em khá là ok nè, BFC đang khỏe nhất trong cái nhóm phân bón anh chị, nó khỏe chung với DGC và CSV ha. Thì con này nó đang gần về đỉnh nhất nhanh nhất nè, thì là những con khỏe nhất ha. Con này đánh thì nó hơi lỏng xíu, tại vì cái vol nó không có đều, vol nó hơi thấp anh chị, nên nó muốn kéo lúc nào nó kéo, và nó đập lúc nào nó đập, nó cũng đau, đánh cũng hơi là đau tim. Nhưng mà về cơ bản thì cũng cổ phiếu này cũng khá là ok ha, em cũng rất là thích đánh cổ phiếu này đó. Thì anh chị có thể canh BFC, DGC, CSV hay là
hay là Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ gì đó đó, nhưng mà ưu tiên cho em là BFC nè hay là DGC ha. Đó, thị sản chúng ta có VHC ha. Trong quý 1 vừa rồi á chị, là cái đơn hàng sản xuất, đơn hàng xuất khẩu về thủy sản về dệt may nó tăng khá là tốt ha, thì kỳ vọng là trong quý 2 này nó sẽ tiếp tục hồi phục, và kỳ vọng là trong nhóm ngành thủy sản sẽ là một trong những nhóm ngành mà nó sẽ tạo mức lợi nhuận đột biến trong quý 2. Anh chị nếu mà nhìn xa một xíu thì có thể cân nhắc con VHC này, nó đang về cái vùng vùng đỉnh cũ của nó, vùng giá 80 nè, hiện tại nó đang 74 76, cũng là một con đánh giá là khá là ok ha. Có thể cân nhắc. Thực ra là bắt đầu qua tuần là mình canh, mình giải ngân dần được rồi đó anh chị, qua tuần canh giải ngân dần được rồi. Nhóm thủy sản thì ưu tiên VHC giùm em nha. Đó, tiếp theo là nhóm cảng biển thì chúng ta có sự mandate, nó tới nó lưu hoài ha, khá là đẹp đó, phiên cuối tuần rồi tăng 1.454%, chuẩn bị rách khỏi cái nền này rồi nè. Nó cứ đi lên, nó tạo một cái nền, anh chị có phiếu khỏe là cổ phiếu này mỗi lần nó lên nó xây một cái nền, lên xây một cái nền giá mới, nó sẽ khả năng cao nó sẽ lên đây, nó tiếp tục nó xây một cái nền mới và nó chạy tiếp, nó chạy nước rút đó, thì anh chị phải đặc biệt lưu tâm. Hay nó có hai cái nền này. Cổ phiếu này khi mà nó đã xây nền xong rồi nó sẽ chạy nước rút cũng khá là điên nữa nha anh chị, cái nhóm căn biển này mà nó chạy nước rút là cũng khá là điên đó, nên đặc biệt lưu tâm cho em đối với công dạy Mendes ha. Khi mà nó xây nền xong thì nó chạy ghê gớm gớm lắm anh chị. Đó, HAH thì nó có vẻ nó hơi yếu hơn chút so với Zalando ha, yếu hơn một chút so với Zalando, nhưng mà nó cũng là một trong những cái mã mà em cũng đánh giá, em cũng khá là ưa thích trong cái nhóm cảng biển ha. Anh chị nhìn vào cái kết quả kinh doanh đó thì HAH như là nó đang lỗ, nó không có lợi nhuận nhiều bằng Zalando. Để em coi cái HAH ở đâu. Zalando thì nó sẽ có kết quả lợi nhuận tốt hơn ha. Đây HAH là nó tăng trưởng âm anh chị, tăng trưởng âm ha, thì nên là nó sẽ không vượt bằng Zalando. Zalando thì là tăng trưởng dương anh chị. Đây Zalando nó đang khá là tốt nè, gì thấy không, lợi nhuận biên lợi nhuận khá là tốt, và bây giờ em mới 7.99 khá là ok, EPS tới 8.471 đồng mà. Ủa, quá ok ha. Đó là lý do tại sao mà Zalando thì là nhìn có vẻ cái trạng nó khỏe hơn là vậy vậy anh chị ha. Đó thì nhóm cảng biển là như vậy. Ngoài ra chúng ta có bất động sản khu công nghiệp nè, có SJC cũng khá là ok nè anh chị, SJC khá là ok ha, hay là EDC tuần rồi EDC tăng khá là tốt, một trong những cổ phiếu khỏe nhất của thị trường trong hai tuần vừa, trong hai phiên vừa, cuối tuần vừa qua ha. Đó, nó về đỉnh cũ luôn nè anh chị, đỉnh cũ rất là nhanh. Những cổ phiếu này là những cổ phiếu nó sẽ khá là khỏe trong dịp tới đó, anh chị đặc biệt lưu tâm cho em nha. Bất động sản khu công nghiệp hay là chúng ta có VGC nè, VGC thì hơi yếu ha, SJC và EDC là khá là ok, Long Hậu cũng khá là yếu nè. Cổ phiếu nào mà về đỉnh cũ nhanh nhất đó là cổ phiếu khỏe anh chị, khỏe khỏe thì nó sẽ đánh rất là mượt ha. Đó D2D thì khá vô cùng nên mình không có đánh ha. Đây BXL, cổ phiếu này cũng là một cổ phiếu mà anh chị cũng nên theo dõi ha, tại vì nó cũng đánh cũng khá là mượt, tất nhiên là thanh khoản nó không có được nhiều, thì nó sẽ phù hợp với những anh chị nào mà vốn ít á, mà có thể mua để dành được. Đối với VXL nó vẫn có những cái câu chuyện hay lắm, khi nào ấy em sẽ kể cho anh chị nghe ha. Tiếp theo là chúng ta có nhóm công nghệ đó anh chị, công nghệ chúng ta có VGI, VGI em nói tới nó lưu hoài ha. Đó con này thì không biết đỉnh là ở đâu luôn, nó cứ mượt mịt mãi đi lên, khi nào qua tuần mà nó có chỉnh lại vùng giá đâu đó 50 chấm x 53 chấm x gì đó là cái vùng cơ hội tuyệt vời để anh chị tham gia đối với VGI á. Còn nó tăng hoài thì anh chị không nên tham gia nha, tăng hoài thì nó khó khó vào lắm. Hay là chúng ta có FPT nè, công nghệ được này, năm nay là năm của trend công nghệ anh chị đó, FPT này nó mà tích lũy lại hoặc nó test lại cái vùng 117 này thì anh chị tham gia ha, khá là ok. Cổ phiếu này là cổ phiếu để tích sản ha, tích sản. Hai trong nhóm FPT chúng ta có Phốt này, tuần rồi cũng tăng khá là tốt ha, tuần rồi tăng khá là tốt, phiên cuối tuần nó tăng tới 11% đó, đó anh chị thấy không, ba bốn phiên là tăng hơn gần 30%, khủng khiếp lắm. Tại giai đoạn trước nó không có thanh khoản nên em không có chú ý đó ha, bắt đầu giờ nó bắt đầu có thanh khoản, bắt đầu chú ý nó mà nó chạy quá nhanh rồi, không kịp chú ý anh chị. Hay là chúng ta có VTB là Viettel Post nè, đó cổ phiếu này lấy lại cũng có thể cân nhắc tham gia anh chị ha, có cân nhắc tham gia. Cổ phiếu này cũng là một trong những cổ phiếu mà đánh giá cũng khá là cao trong trong cái nhóm công nghệ ha, trong nhóm công nghệ. Ngoài ra trong nhóm công nghệ chúng ta có cổ phiếu nào ta, ITD công nghệ điện thông, thì cổ phiếu này thì không đánh giá cao lắm ha. Ok
Thì đó là một số cái nhóm ngành mà anh chị có thể cân nhắc tham gia trong tuần sau. Chúng ta có BNG cũng khá là đẹp nè, BNG nó cũng là một trong cổ phiếu ưa thích của em ha, một những cổ phiếu ưa thích của em. Nó đánh cũng khá là ok đó anh chị, đánh khá là ok, giá vàng cũng đang tăng hàng ngày đó. Thì nhìn chung á, nhìn chung là sang sang tuần sẽ là cơ hội để chúng ta giải ngân đó. Nên anh chị nào mà nên chuẩn bị sẵn tiền ha, vốn bỏ sẵn cho tài khoản đi, khi nào em kêu em thông báo giải ngân thì chúng ta sẽ giải ngân. Và tất nhiên là em sẽ thiết kế một cái danh mục gọn nhất có thể cho anh chị để anh chị giải ngân. Còn ở trên video này thì em sẽ nói những cái mã mạnh thôi, còn khi mà trong room VIP thì em sẽ liệt kê ra một số mã thôi, tầm đâu đó 5-7 mã thôi, và chúng ta sẽ chọn lọc lại, chẳng hạn như là chúng ta sẽ chọn lọc lại ha anh chị, chứ chúng ta không có dài quá thì cũng sẽ khó mà chúng ta ấy được hết. Chẳng hạn như đây em cho anh chị coi cái đó là ta chỉ đợi chị. Đây là cái danh mục mà em đã thiết kế cho room em trong dịp trước ha, chẳng hạn như là dòng chứng khoán thì bao nhiêu banh là gì và những mã khác theo nào, thì cái này là em sẽ chia sẻ trong room của em nha anh chị, chứ em không có share cộng đồng ha. Nên anh chị nào trong room của em thì sẽ được cái dịch vụ này, sẽ thống thống kê cụ thể là cái độ tăng trưởng của từng cổ phiếu trong 1 năm, trong 3 năm, trong từ lúc lên sàn nó như thế nào, để anh chị có cái sự lựa chọn tối ưu nhất cho mình ha. Rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Nếu anh chị xem video của em mà thấy hay thì giúp em một like, một share, một follow để em có động lực em làm nhiều video tiếp theo hơn cho anh chị ha. Nhớ nhớ follow em để biết là nên mua mã nào trong cái nhịp tiếp theo nha anh chị, cực kỳ quan trọng ha anh chị. Rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều, chào anh chị ạ.